Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bánh bí đỏ hấp cho bé nha các bạn. Bánh này thì rất là dễ làm nha các bạn, với nguyên liệu đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng bột yến mạch nha các bạn. Bột hoặc là yến mạch cán dẹp cũng được nha các bạn. Mình sẽ ngâm trong vòng 30 phút nha. Mình sẽ thay nước khoảng 15 phút, mình thay nước một lần nha các bạn. Mình thay nước 2-3 lần cho yến mạch của mình nó sạch nha các bạn. Đây là yến mạch cán dẹp của mình, nhưng mà mình đã xay nhuyễn ra để mình làm cho nó nhanh đó các bạn. Còn bí đỏ mình gọt vỏ và mình bỏ vào trong nồi. Mình sẽ cho nước vào đây để mình luộc bí đỏ chín nha. Cho nước xăm xắp mặt bí đỏ thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên và mình nấu cho bí đỏ của mình nó chín nha các bạn. Tèn tèn tèn, bí đỏ chín rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ rây bí đỏ nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái rây để mình rây cho bí đỏ của mình nó thật mịn nha. Mình cho bí đỏ chín của mình vào đây và mình rây thôi. Các bạn rây hết bí đỏ của mình. Mình sẽ cho hết phần còn lại vô nha các bạn. Mình cũng tiếp tục rây đến khi nào hết phần bí đỏ của mình nha. Rồi, vậy là xong bí đỏ rây rồi này các bạn. Bây giờ mình tiếp tục rây phần yến mạch của mình á. Yến mạch mình đã ngâm khoảng 30 phút rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ chung vào, mình rây chung với bí đỏ luôn nha. Mình sẽ trộn hai hỗn hợp này nó đều nhau nha các bạn. Và mà mình sẽ đi pha sữa nha các bạn. Em bé nhà mình em bé nhỏ nên là mình sẽ pha sữa công thức nha. Mình pha 40ml sữa công thức nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào phần bí đỏ của mình nha. Mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Mình trộn cho hỗn hợp của mình nó hòa quyện vào nhau nha. Và cuối cùng là mình sẽ cho thêm bột mì nha các bạn. Bột mì hữu cơ nha. Mình cho một muỗng cà phê bột mì hữu cơ. Và mình cũng cho hỗn hợp của mình nó hòa quyện vào nhau. Các bạn muốn cho nó mịn, bánh của mình mịn thì mình nhớ rây thêm một lần nữa nha các bạn. Mình sẽ cho qua rây và mình rây thêm một lần nữa cho bánh của mình nó được mềm mịn nha. Khi mình làm xong mình hấp thì bánh của mình nó mềm và nó mịn. Còn nếu mà các bạn để như vậy thì bánh của mình nó không mịn nha các bạn. Tại vì nhiều khi bột của mình nó không được hòa tan hoàn toàn á các bạn. Rồi, như vậy là xong này các bạn. Mình chuẩn bị 3 cái khuôn nha các bạn. Ở nhà mình có khuôn này, khuôn nhựa. Trong khi khuôn thì mình sẽ cho vào một lớp dầu, mình quét xung quanh khuôn để lát nữa mình lấy bánh ra cho dễ nha các bạn. Và mình đổ hỗn hợp của mình vào trong khuôn. Và mình đổ xong rồi thì mình sẽ cho hỗn hợp của mình vào trong xửng hấp nha các bạn. Đậy nắp lại và cho vào xửng hấp nha. Mình hấp bánh này tầm khoảng 20 đến 25 phút nha các bạn. Mình hấp bánh ở lửa vừa nha các bạn. Bánh của mình đã được 25 phút rồi nè các bạn. Bánh đã chín, bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Wow, các bạn thấy không, bánh mình láng mịn và rất là mềm này các bạn. Tại bánh của mình đang nóng á, nên là lúc này mình lấy bánh ra là bánh không được đẹp nha các bạn. Nếu như mà các bạn muốn bánh được đẹp hơn thì mình hãy để cho bánh nguội nha. Bánh nguội thì mình lấy ra nó sẽ ngon hơn nha, và bánh của mình nó đẹp hơn. Và xong rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức nè các bạn. Mình sẽ cho bạn nhỏ nhà mình thưởng thức nha.
Món bánh này rất đơn giản và dễ làm. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy đăng ký và bấm vào cái chuông nha các bạn, để ủng hộ mẹ con mình nha. Mình mong các bạn hãy like và subscribe kênh để cho mình có thêm động lực để làm nhiều video tiếp theo nha các bạn. Và đây là em bé nhỏ nhà mình đang ăn nè các bạn. Bánh bí đỏ mình mới làm xong nè. Bé rất là thích nha các bạn. Mình mong các bạn có em bé nhỏ hãy làm cho bé một chiếc bánh như thế này nha. Nó rất là ngon và đầy dinh dưỡng nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công ngay lần đầu tiên nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình mong các bạn hãy ủng hộ các video tiếp theo của mình nha các bạn. Chào tạm biệt.